đây là Thác Khe Kèm xin kính chào quý khách. Cùng đi ngắm cảnh đẹp tại Thác Khe Kèm cùng em nhé. Thác Khe Kèm xin kính chào quý khách. Em đến chân thác rồi nè, giờ bắt đầu leo bậc vô thác nhé. Kia là trợ lý bê loa cho em nè. Khổ thân ông anh bưng loa để vào bật nhạc, chắc cũng nặng làm ý. Đây là lần đầu tiên em quay tại thác, bình thường chỉ vào chơi thôi. Cuối cùng cũng đã nhờ được người bưng hộ. Mọi người nghe tiếng thác nước chưa? Thác Khe Kèm thì đẹp nổi tiếng rồi. Ai chưa đi thì nên ghé thăm cho biết quê hương mình nhiều cảnh đẹp lắm nhé. Nước mát lạnh, thoải mái làm ý. Mọi người để ý nha, cả MV toàn khoát nước cô nè. Khoan nước mỏi tay luôn. Tiếp tục khoan nước. Đấy mọi người tin chưa? Em đã nói cả em 6 tuần khoan nước thôi. Em diễn chút nha. Tô bao sao nói non sương khăm trăng mõn bàn. Chàng vía hay vía na, chàng dên vía. Đã xong một buổi quay rồi nè, giờ là lúc ra về thôi. Cả nhà nhớ đón xem MV mới sắp ra của em nhé.